vá lốp xe máy điện hết bao nhiêu tiền, lốp xe đạp điện, xăm lốp của xe đạp điện, xe máy điện là những bộ phận rất quan trọng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên lại có rất ít thông tin hữu ích trên mạng cho người dùng. Video này xe điện Bibai sẽ chia sẻ các thông tin xung quanh vấn đề này. Các loại lốp xe đạp điện, có hai loại lốp thông dụng đang được sử dụng cho xe đạp điện hiện nay. 1. Lốp xe đạp điện không xăm, đây là loại lốp không cần dùng xăm. Sự ưu việt của loại lốp này là bền bỉ, tuy nhiên giá thành lại khá đắt đỏ. Các loại lốp không xăm thường được bơm khoảng 4 kg hơi và thường được sử dụng cho các loại xe điện 133S, Nizia, X-Men, Vespa, Milan, Jummer. 2. Lốp xe đạp điện có xăm. Lốp xe đạp điện có xăm là các loại lốp có kèm xăm bên trong. Những loại này rẻ hơn nhưng độ bền không bằng lốp không xăm được. Lốp có xăm thường được sử dụng cho các loại xe đạp điện như SK by Asama, Bridgestone, Yamaha. Thay lốp xe đạp điện giá bao nhiêu tiền? Như đã nói ở trên, giá lốp xe đạp điện không xăm sẽ đắt hơn lốp xe đạp điện có xăm. Và các loại lốp khác nhau cũng có giá khác nhau tùy theo hãng và theo xe, nhưng mình sẽ đưa ra mức giá lốp xe đạp điện trung bình. Xe máy điện, giá này là được thay tại cửa hàng, còn tại nhà có thể đắt hơn. Lốp xe đạp điện không xăm, giá dao động trong khoảng 400k, lốp xe đạp điện có xăm, giá khoảng 200k, dịch vụ thay lốp xe đạp điện tại nhà. Xe điện Bibai nhận thay xăm lốp xe đạp điện tại nhà. Với đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi có thể xử lý nhanh chóng việc thay xăm lốp của bạn nói riêng và dịch vụ sửa xe đạp điện tại nhà nói chung. Vá xăm lốp xe đạp điện, chúng tôi không nhận vá xăm lốp xe đạp điện tại nhà. Bởi công đến còn đắt hơn công vá nên chúng tôi khuyên với khách hàng cách làm như sau. Đối với tất cả tiệm xe máy, họ đều vá được xăm lốp xe đạp điện với mức giá rất rẻ. Đối với lốp không xăm khoảng 30-50k, lốp có xăm khoảng 50k, vì vậy bạn hoàn toàn có thể ra tiệm xe máy để vá thay vì gọi dịch vụ sẽ thêm phần đắt đỏ cho quá trình sửa chữa. Bởi chúng tôi cũng phải di chuyển nên không thể làm rẻ hơn được. Nếu các bạn đang quan tâm đến vá lốp xe máy điện hết bao nhiêu tiền và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bai.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của Xe Điện Bibai để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.